Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn ơi, đây trước khi ăn sáng là mình thường là hay ăn cái bánh mì này trước, thì mình không dùng chân quay, mình cầm máy cho nên là mình đã cho mật ong trước rồi. Mọi hôm ấy là mình ăn với khe giờ, lúc thì mật ong, lúc thì vuốt. Nhưng mà hôm nay là mình cho mật ong, thì mình đã quyết mật ong trước rồi các bạn. Đấy. Và mình ăn cơm hôm, mình ăn sáng hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn là tại sao về Việt Nam thì mình nói thật thì cứ bị mắng, mà nhiều người nói là nhiều người nói là ai xin mà phải nói dối. Nhưng mà ở đời nói thật thì không tin các bạn. Đây này, mình cứ ăn cái ăn bánh mì này mà nó khô rồi, uống cốc nó cam, nó ngon mà đã làm sao các bạn. Thì mình về Việt Nam ấy, thường thường ấy là mình không nói là mình đi đâu đó các bạn, không có nói làm gì. Nhưng mà nhiều người biết, có những người bảo chứ sướng thế nhỉ, được đi Đức, giàu. Thì mình bảo chứ tiền cả có, giàu thì mà giàu, tiền không có, nghèo xác như nghèo sơ ấy, cuộc sống thì khổ, không có được chơi bời hưởng thụ như ở Việt Nam. Việt Nam bây giờ đang hưởng thụ sướng lắm, nhưng mà ở Đức thì vất vả, thì và lại không có tiền. Thế có người cứ bảo được đi Đức giàu thế, sướng thế nhỉ, cho vay ít tiền. Thế mình có bảo chứ nghèo chết đi được ấy, làm gì có tiền mà vay. Thế là toàn bị mắng đó. Cô em gái rất hay mắng. Em gái bảo chứ ai người ta xin chị mà chị cứ kêu nghèo mới kêu khổ. Kêu ca. Em rất ghét những người kêu ai người ta xin. Nhưng mà ở đây ấy thì nói thật thì lại không tin. Ăn bánh mì nó khô, uống ngụm nó cam, đã làm sao. Ở đời cứ nói thật thì không tin. Thế là cô em có mắng, cứ bảo chứ tại sao chị cứ phải kêu nghèo. Em ghét nhất là những người kêu nghèo. Ai người ta xin mà cứ kêu nghèo. Bà nhưng mà thật cũng không nói. Đó, toàn bị cô em mắng thôi. Nhưng mà nói thật với các bạn, rất nhiều người chẳng hạn như là mình về Việt Nam, mình thấy những người người ta cuộc sống người ta đàng hoàng hưởng thụ, cuộc sống rất là đàng hoàng hưởng thụ, thì mình cảm thấy mình tự ti các bạn. Mình ngại, tự mình ngại. Thì người ta cứ nói là sướng nhỉ, được đi Đức sướng thế, giàu. Nói thật sự với các bạn, đi Đức sướng, nói là sướng là sướng là kiểu như có tiền. Nhưng mà thật sự thì ngày xưa thôi, ngày xưa cái thời mà gọi là cái thời bao cấp thôi các bạn, thì mới gọi mới thì bảo là sướng là có tiền thôi. Còn bây giờ thì
Mình về Việt Nam mình nhìn thấy ở Việt Nam cuộc sống ở Việt Nam người ta sung sướng mà người ta hưởng thụ, mình thèm lắm. Nhiều khi mình cứ nói mình bảo thèm rồi, kể cả về Việt Nam ăn mặc cũng tẩm dí tẩm dị, rồi ăn mặc nó xấu xí mọi người chê cười, mặc không giống ai, mang tiếng đi Đức về, mà có những người nhìn mình bằng cái con mắt nó không được thiện cảm đó các bạn. Thế thì là tự mình tự ti thì mình tự mình thấy mình ngại thì mình nói là mình thế nọ thế kia thôi, thì cứ bị cô em cứ mắng như thế. Em rất ghét những người mà cứ nói ai người ta vay ai người ta xin đâu mà cứ phải nói thế. Mình đây là mình không sợ vay không sợ xin, nhưng mà tự mình là mình thấy nó cứ ngại, mình thấy cái tự ti. Vì thấy ở nhà cuộc sống của họ sướng lắm, họ hưởng thụ đấy. Cô em nhà mình đấy các bạn thấy, đi khắp đây cùng đó. Ở Đức thì cày như trâu ấy mà có tiền đâu. Thì thật ra ở Đức hay là ở Việt Nam thì cũng tùy người các bạn. Cũng tùy người thôi chứ cũng không phải là đi Đức ai cũng giàu, mà ở Việt Nam ai cũng nghèo không phải. Rất nhiều người ở Việt Nam đại gia giàu ơi là giàu, nhưng mà sống ở đâu thì nó quen đấy. Mình ở Đức thì hầu như cả đời mình rồi, nên mình ở có những lúc nha các em nó mắng nó bảo cứ kêu nghèo kêu khổ để ăn mặc thì không giống ai, thì chán quá khổ quá thì về nước mà ở, nó cứ nói thế. Nhất là mình cứ về Việt Nam nên là mình nói thật ấy thì không ai tin, lại cứ ai kêu là giàu có sướng, được đi Tây được đi Đức. Rồi có những cháu thì bảo mình là làm thế nào mà định cư ở Đức được. Thì rất là nhiều người cứ hỏi, nhưng mà cái này thì mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, bây giờ mình chia sẻ lại thì những cái các bạn mà yêu quý mình ấy biết mình từ trước cái này rồi vẫn xem cho mình ấy, mình xem đi xem lại thì người ta chán người ta không thích. Mà có lẽ chắc là mình phải chia sẻ lại. Ngon lắm các bạn ạ, cái này này ngon lắm. Bình thường những người ta ăn người ta thích cho tí đường, nhưng mình không cho đường, không cho muối, ăn nhạt tèo tèo luôn. Mình bị rất nhiều người nhiều lần cô em gái cô mắng rồi, ai xin chị mà chị cứ phải kêu nghèo. Em rất ghét những người mà cứ hay kêu nghèo kêu khổ thế.
có phải là mình sợ xin đâu, tự mình mặc cảm với mình ấy chứ, tại vì mình thấy không bằng những người ở Việt Nam. Thật ra thì cuộc sống nó muôn hình muôn vẻ, người ta bảo giàu tại phận, tăng trắng tại da. Thì á, giàu hay nghèo thì cũng tùy người. Nhưng mà thường ấy thì về cứ nói thật thì không tin, thì tin người nói dối. Ok. Video dài nhé, mình xin dừng đây các bạn nhé. Bye bye các bạn, bye bye.